bell pepper bell pepper bell pepper capsicum capsicum stir-fried grilled steamed boiled 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 deep fried deep fried braised braised fried fried baked baked chỗ này á bake là đút lò theo vi đi vô á thì chữ k cho nên là vi đi á sẽ đọc là t tờ đó cho nên baked baked các bạn nghe chữ t cuối đó đó nói về cái phần vi đi á để bạn nhớ lại chỉ có cái đuôi của động từ tận cùng bằng chữ tờ với chữ giờ chỉ phải đọc bằng it thôi đọc bằng tịch và đọc bằng địch thôi còn lại tất cả những đuôi khác á, của động từ á, thì cái đuôi ed á, chỉ đọc là tờ hoặc giờ thôi còn cái nào đọc tờ cái nào đọc giờ á, thì các bạn xem lại ha mình đã ghi chép rồi nha baked roasted roasted stewed stewed cái này đọc là stewed hoặc stewed cái nào cũng được nha mọi người u hoặc y đều được nha stewed stewed cái nào cũng được nhé. Pan fried pan fried pan fried simmered simmered scrambled scrambled asparagus asparagus drumstick drumstick drum drum mustard mustard mush mush mustard green mustard green spinach spinach water spinach
Glory morning. Glory morning. Carrot. Carrot. Seton. 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 Seaton, 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 y nha, y dài nha, y hai chấm, Seaton, tại không phiên âm. Okra, okra, green onion, green onion, spring, spring. Coriander. 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 Ngò ha, ngò rí nha mọi người. Ngò rí. Parsley. Parsley. Parsley, ngò tây nha. Parsley. Basil. Basil. Húng quế. Basil. Basil. Bây giờ ha, không phải là ba giờ ha. Basil. Coriander. Basil. 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 Vậy là basil. Vậy là basil. Từ điển này, từ điển Oxford chỉ chính xác rồi. Vậy nó đọc là basil ha. Vậy là basil chính xác nha. Còn bên kia nó đọc basil mà nó viết thì viết basil đó mà nó đọc là basil. Nhưng mình theo cái từ điển Oxford đi, nó chính xác. Thì đọc là basil ha. Mời nghe lại nha. Basil. Basil. Húng quế. Baguette. Baguette. Bánh mì ổ. Omelette. 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 Lấy cái phiên âm thứ hai nha mọi người. Trong này anh đã nói rồi. Cái phiên âm của cái dịch này á thì chỉ chữ O là nó bị nó đọc là O mà nó viết là A thôi, là bị lỗi thôi, còn lại là phiên âm đúng hết. Omelette. Lấy cái thứ hai là cái này O, O nữa, còn ở đầu là A là không đúng nha. Lấy cái thứ hai ha. Omelette. Omelette. Lấy cái thứ hai nha. Omelette. Sturgeon. Sturgeon. Hemibagras.
Hemibagrus. 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 Đọc sao như vậy ha? Cá lăng. Red tilapia. Red tilapia. 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 Basil. Tilapia. Tilapia, ha. Tilapia. 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 Cái du hồng. Giant gourami. Giant gourami. Giant gourami. Bún mú. Giant gourami. Tuna. 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 Tilapia. Tuna. 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 Cái này đọc là tuna cũng được, mà tuna cũng được mọi người nha. Giống như cái chỗ mà hồi nãy mình có từ hầm đó, steel cũng được mà stew cũng được đó nha. Tuna hoặc tuna cũng được. Cái này nè, giống như từ hầm hồi nãy, steel cũng được mà stew cũng được ha. Ở đây hãy đọc là tuna. 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 Time. Time. Lá thêm hay gọi là cỏ xạ hương. Time. Để trang trí ở trên, ví dụ ở trên món bò bistec á, cứ bỏ trên miếng bò hoặc là bỏ trên cái sốt á, cỏ xạ hương ha. Time. Sausage. Sausage. Tomato. Tomato. Ham. Ham. Vinegar. Vinegar. Olive. Olive. Nicoise. 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 Salad. Salad. Nicoise salad. Nicoise salad. Caramel. 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 Syrup. Syrup. Mixed. Mixed. Dressing. Dressing. Dressing in the sauce.
ăn kèm với salad ha. Dressing. 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 Cucumber. Cucumber. Breast. Breast. Ức. Mình có món chicken grilled chicken breast with pomeri sauce. Mình có món ức gà nướng sốt pomeri. Là breast ức ha. Breast. Mince. Mince. Thịt băm, thịt băm. Mayonnaise. Time. Mayonnaise. 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 Ở đây thiếu chữ N, anh mới gọi thêm một chữ N, hai chữ N lần. Mayonnaise. Mayonnaise. Porridge. Porridge. Cháo ha. Congee. Congee. Ostrich. Ostrich. Đà điểu. Ostrich. Ostrich. Đà điểu. Trước mình có món đà điểu black á, sau này bỏ rồi. Lỡ có lại sao, cho nên mình vẫn học ha. Microgreens. Microgreens. Microgreens, cái mầm. Jellyfish. Jellyfish. Sữa. Jelly. Jelly. Taro. Khoai môn. Taro. Taro, khoai môn ha. Taro. Mayonnaise. Mayonnaise. Khoai môn, Taro. Taro. Taro ha, khoai môn. Taro. Taro. Fermented. Fermented. Tofu. Tofu. Chao. Đậu hũ lên men là chao ha. Fermented lên men. Shredded. Shredded. Xé. Shredded chicken, gà xé đó. Cabbage. Cabbage. Bắp cải. Từ có rồi. Basil. Basil có rồi. Thigh. Thigh là cái đùi. Thigh là cái đùi. Thigh. Là cái chỗ đùi á, phần chỗ đùi á, phần đùi á. Shank. Shank là bắp. Beef shank, bắp bò xào tỏi á. Stir fried beef shank with garlic, bắp bò xào tỏi đó. Shank. Calf. Calf. Đồng nghĩa ha. Foot. Một cái chân. Foot. Nhiều cái chân.
feet. Feet. Không phiên âm nha, phiên âm nó y hai chấm đó. Nhiều cái chân, một cái răng. Tooth. Tooth. Teeth. Nhiều cái răng. Teeth. Này hoa lan. Orchid. Orchid. Rồi, hoa phụ nước. Sắp hết rồi, ráng lên. Beverage. Beverage. Smoothies. Smoothies. Liquor. Liquor. Rượu mạnh ha, hoặc là spirit đồng nghĩa nha. Spirit. Spirit. Liquor. Liquor. Nè, liquor, rượu mùi. Đọc liquor là lấy phiên âm đầu tiên. Tuy nhiên, có một số người đọc là liqueur cũng đúng ha. Liqueur lấy phiên âm thứ hai. Nha, liqueur lấy phiên âm thứ hai. Liqueur, liqueur hoặc là liquor, cái nào cũng đúng hết. Cái này là tiếng Tây Ban Nha ha. Đừng đọc là chose ha. Này là Jose. Chi hoặc là H ha. Jose Cuervo. Jose Cuervo. Cuervo. Nó là không đúng rồi, này tiếng Anh không đúng. Này tiếng Tây Ban Nha. Ê, này là tiếng Mexico. Tại rượu tequila là từ Mexico ha. Tên này tên Mexico. Jose Cuervo. Tương tự cái này là Mojito. Mojito ha, chữ hờ luôn ha. Blueberry. 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 Nghe blueberry mà nó biết là blueberry ha. Để anh kiểm tra lại. Blueberry. Taro. Blueberry. Blueberry. Blueberry ha, chữ E luôn nha. Chamomile. Chamomile. Ca. Ca gì thế? Không phiên âm một xíu. Chamomile. Blueberry. Chamomile. Không phiên âm luôn rồi. Chamomile. Chamomile. Chữ cờ ha. CH là cờ ha. Chamomile. Cúc nha. Daisy. Daisy cũng nghĩa là bông cúc. Daisy. Có món ha, trà cúc á, chamomile tea á, trà bông cúc á. Daisy cũng là bông cúc ha. Jasmine. Jasmine tea, trà lại. Jasmine. Oolong. 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 Hai chữ O và U ha, cái gì dài ha. Oolong tea, trà oolong. Syrup. Này có trên rồi. Honey. Honey. Honey ha, đừng đọc là honey ha. Mashed. Mashed. Potato. 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 Với lại từ cà chua đọc phiên âm giống nhau ha. Potato. Cà chua là tomato giống nhau ha. Tomato. Orange. Orange. Cái này đọc là orange. Các bạn đọc là orange ha. Nó y ha. Orange. Orange. Lime. Lime.
Chocolate. 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 Chữ cơ ấy, ở giữa đọc lướt luôn ha, đọc nhỏ thôi. Chocolate. Chocolate. Đừng đọc là sô-cô-la ha. Chocolate. 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 Coconut. Coconut. Papaya. 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 Mango. Mango. Plump. Plump. Avocado. 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 Pomelo. 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 Anh nhắc lại ha. Cái từ điển này nó bị lỗi chỗ o á. Mấy bạn nghe là po á, po á, mà nó viết là a không ha. Rồi chữ y giữa thì viết là y nhưng mà đọc lớn quá a. Pomelo, pomelo. Y viết ở giữa nhưng mà đọc lớn quá ơ chứ. Pomelo, pomelo. Mấy bạn nghe lại ha. Pomelo. Pomelo. Bưởi có hai từ. Grapefruit. Fruit. Grape. Banana. Banana. Đừng đọc là banana nha. Đừng đọc banana. Mình đọc là banana. 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 Pineapple. Pineapple. Cái này đọc là pineapple. Các bạn đừng đọc là pineapple nha. Đúng đồng nghĩa là cái nửa chữ sau đó, nhìn giống chữ apple ở táo đó, nhưng đừng đọc là apple. Mình đọc nối vô pineapple, pineapple. Mình nghe lại nha. Pineapple. Pineapple. Cocktail. Cocktail. Energy. Energy. Thức uống năng lượng là như Red Bull á, và thức uống như năng lượng á, tăng lực á, thức uống tăng lực á. Mineral. Mineral. Sparkling. Sparkling. Still. Still. Sparkling water là nước có ga ha. Still water là nước không có ga. Cutlery. 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 Công cụ dụng cụ. Equipment. Trang thiết bị. Equipment. Teaspoon. Teaspoon. Chopsticks. Chopsticks. Chopsticks lúc nào cũng phải xì ha. Bởi vì đũa đi là một cặp ha, không có đi hai, là một chiếc đũa ha. Plate. Plate. Plate là cái dĩa. Dish cũng là cái dĩa, tuy nhiên dish còn nghĩa là món ăn nữa nha. Dish. Dish. Glass. Glass. Glass là cái ly. Mà glass thêm s vô là mắt kính á, glasses là mắt kính. China. China. China spoon, đồ sứ. Spoon. Spoon. Bowl. Bowl. Chopstick rest. Chopstick rest. Spoon holder. Chopstick rest. Gác đũa. Spoon holder. Gác muỗng. Spoon holder. Spoon holder. Chair. Chair.
Fan. Fan. Cái quạt. Pan. Cái chảo. Pan. Straw. Ống hút. Straw. Ashtray. 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 Hai chị em giữ đứng ngoài nhau cái sờ nặng. Ash. Sau là tray. A. Sau là A. Trời tray. Tray. Đó, sau tray giống như cái tray cái khay vậy nè. Tray là cái khay. Chữ ash tray. Ash là bụi, tray là cái khay. Cái khay hứng bụi gọi là gàn thuốc ha. Ash tray. Còn từ sau thì tray các bạn biết rồi là cái khay á, cái mâm á. Condiment. Condiment. Condiment set là bộ tương mắm ha. Tương mắm, tiêu, muối tiêu ha, bộ muối tiêu. Condiment. Bộ muối tiêu, tương mắm là gọi là condiment. Condiment. Condiment set nguyên bộ luôn. Trolley. Trolley. Trolley ha. Đây là xe trolley ha. Trolley, trolley. Trolley. Shaker. Shaker. Cái bình lắc của quầy ba ha. Zigger. 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 Cái dụng cụ để đong nước quầy ba đó, đong rượu á. Chinaware. Chinaware. Đồ sứ. Air conditioner. Máy điều hòa ha. Air conditioner. Napkin. Napkin. Toothpick. Toothpick. Tâm sửa răng. Tooth là một cái răng. Pick. Pick. Tâm sửa răng. Tissue box. Hộp khăn giấy nha. Tissue không là khăn giấy. Tissue box. Tissue không là khăn giấy. Bạn cẩn thận từ napkin ha. Napkin là khăn ăn. Là khăn vải nha. Còn tissue là khăn giấy. Nó cũng dùng để ăn thôi. Tuy nhiên chất liệu khác nhau. Tissue. Đó. Cái chữ tissue này lúc này họ đọc là tissue. Nhưng vẫn có thể đọc là tissue ha. Nếu bạn đọc tí siêu thì nó sờ nhẹ. Nếu bạn đọc là tí su thì nó sờ nặng ha. Cái nào cũng đúng hết, sờ nặng, cái nào cũng đúng hết. Tissue. Wet tí siêu. Wet tissue là khăn. Tissue. Ồ, xin lỗi. Nó là khăn ăn luôn. Nó là khăn ăn luôn. Napkin. Napkin. Xin lỗi, cả hai đều là khăn ăn hết. Thì khăn ăn nó bao gồm cả khăn giấy và khăn vải luôn. Tuy nhiên thực tế các bạn khách nói hỏi napkin thì các bạn lấy khăn vải ra là đúng ha, cũng không sai. Còn khi khách hỏi cái tí siêu mà lấy khăn giấy ra thì cũng không sai ha. Thực tế mình sử dụng cái công năng nó như vậy. Nhưng mà tiếng Anh thì dịch hai cái đều dịch như nhau hết, đều là khăn ăn hết, bao gồm cả giấy và vải luôn. Wet tissue. Khăn ướt. Khăn ướt mình nói wet tissue ha. Mình đừng dùng wet napkin ha. Mình dùng wet napkin. Khăn ướt cho 13 xuất hàng đó. Wet tissue. Đừng nói là napkin ha. Đừng nói wet napkin ha. Cái này anh không giải thích được. Mình chỉ học thôi, không giải thích được. Cloth. Cloth là vải. Table cloth là khăn trải bàn nha. Table cloth. Table cloth. 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 Cloth, vải. Bucket. Bucket. Soda.
tongs. Ketchup. Tongs. Kẹp gấp lúc nào cũng có hai cái gấp ha. Vừa kẹp bây giờ cũng có hai chàng nên lúc nào cũng S nữa ha. Tongs. Scoop. Đồ xúc đá, a scoop. 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 A scoop, a scoop, a scoop đúng rồi. A scoop đồ xúc đá. Scoop. Scoop. Nó cũng như là viên ha. One scoop of chocolate ice cream. One scoop of chocolate ice cream. Một scoop là một cái viên kem sô la, nó cũng như là viên viên kem đó. Còn ice scoop trường hợp này là đồ sụp đá. Bảng tên. Name tag. Name tag. 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 Bảng tên. Ladle. 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 Ladle, hai e gì luôn vào nhau á. Ladle có nghĩa là cái môi lớn á, cái vá lớn nó múc canh ha. Ladle. Còn cái từ ladder. Ladder. Có từ ladder này á là cái thang ha. Cái thang để mình leo lên á. Anh biết ở đây không liên quan đến cái bị nhà hàng đâu. Biết ra mọi người đỡ nhầm lẫn giữa chữ cái vá múc canh với lại cái thang thôi, tại vì đọc với viết tương đối giống nhau. Ladder này ladder, còn này cỡ kia, còn cái vá này là cái môi là ladle ha. Ladle. Ladle. Decanter. 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 Decanter là cái bình để lược rượu vang á, để đựng rượu vang á. Decanter. Mục đích đựng rượu vang để cho rượu vang nó thở ha. Mà thường là băng đỏ thôi, mà chỉ cho băng đỏ thôi. Opener. Opener. Đồ khui rượu vang. Hoặc waiter's friend này đơn giản rồi đó. Shelf. Kệ. Shelf. Hình như có sự nhầm lẫn. Cái kệ như là shelf. Cái kệ như là shelf. Cái này là cái kệ rồi mọi người. Sửa lại mình nha. Shelf. 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 Shelf, cái này là cái kệ. Rồi, kệ để giày thì là shoe rack. 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 Shoe rack, kệ giày ha. Rack. Coaster. 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 Lovely. Crackers. Kẹp càng cua. Crackers. Crackers. Kẹp càng cua. Rồi, sắp hết rồi. Conference. Conference. Hội họp. Trung tâm hội họp. Entertainment. Giải trí. Entertainment. Entertainment. Statue. 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 Nó là statue. Hoặc để mình kiểm tra lại xem có đọc một cách khác không ha. Statue.
Statue. Statue. Ok, thì ở đây cũng tương tự chỗ hầm steel hoặc stool, cũng hai cái đặc luôn ha. Thì cái này cũng vậy, statue hoặc statue là được ha. Statue, statue là được ha. Tượng. Painting. 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 Painting là động từ thông in á, là sơn á, là tô á, tô tượng, dịch vụ tô tượng đó. Statue painting, dịch vụ tô tượng ha. Còn riêng chữ paint không á, nghĩa động từ sơn, danh từ là sơn ha. Electronic. Electronic. Coin. Coin. Billiard. 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 Bia. Bia nha mấy bạn. Table tennis, bóng bàn. Table tennis, bóng bàn. Ping pong cũng là bóng bàn. Ping pong cũng là bóng bàn ha. Cinema. 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 Indoor trong nhà, playground sân chơi trong nhà. Là nhà anh của em á mọi người ha. Indoor playground sân chơi trong nhà là nhà anh á. Outdoor playground sân chơi ngoài trời. Reading room phòng đọc sách. Trên đây là những dịch vụ của conference center đó. Soccer. Soccer. Soccer là bàn mà bí lắc ha. Trên bàn bí lắc ghi chữ soccer, nó là bàn bí lắc. Còn dịch đúng của nó là đá banh, là bóng đá. Tiếng Anh của Mỹ ha. Soccer. Còn tiếng Anh quốc tế là football, là bóng đá. Ice cream. Karaoke. 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 Meeting room phòng họp. Fish feeding, dịch vụ cho cá ăn ha. Feed là cho ăn, động từ tiếng Anh vô. Là cho ăn, dịch vụ cho cá ăn. Fish feeding. Bartending method, phương pháp pha chế ha. Bartending. Bartending. Bartender là người pha chế. Bartend, pha chế. Bartending là động từ thêm in. Bartending method, phương pháp pha chế. Bartending. 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 Method. Method. Phương pháp. Build. Build. Phương pháp thứ nhất là build, có nghĩa là rock ha. Build là rock thôi, cứ rock trực tiếp thôi. Build. Stir. Stir. Phương pháp thứ hai là stir, là khuấy. Muddle. Muddle. Muddle là phương pháp thứ ba, dầm. Shake. Shake. Shake là phương pháp hay sử dụng nhất ha, lắc. Blend. Blend. Xay là phân tầng nha, cuối cùng phân tầng. Layer. Layer. Rồi mình chịu khó ôn bài nha. Cái này cũng nằm trong nhà hàng đó, và cũng trong ra phần kiểm tra đó. Mọi người giữ ôn bài nha. Rồi chúc mọi người học tốt.